Đi về với ngoại con. Đi. Đi. Đi về quê với ngoại. Đi. Đi về quê. Mẹ. Chuyện gì vậy mẹ? Tao đưa thằng của Minh về quê. Không thể để như vậy được nữa. Lộn. Mày làm mẹ cái kiểu gì kỳ vậy á lộn. Hả? Thằng con của mày nó đang đau đang ốm mà mày bỏ đi đâu vậy hả Lung? Không, con không về quê với ngoại đâu, con chỉ muốn ở với mẹ thôi. Về quê, không về quê thì ở đây để được gì? Mẹ của con không có muốn con ở đây đâu. Không, ngoại đừng có la mẹ nữa. Ngoại là đúng rồi đó con. Mẹ không ai là mẹ tốt. Mẹ không có biết chăm sóc cho con Vin. Mẹ tốt mà. Mẹ tốt nhất trên đời luôn. Con chỉ muốn ở với mẹ thôi. Đó. Lúng. Mày... Con có thấy con xứng đáng làm mẹ của nó không? Không được, đi về quê. Ngoại lo cho con. Ngoại lo cho con đi về quê. Đi về quê thì ngoại. Ngoại lo cho con. Còn có con ở đây mà bác gái. Có gì con sẽ phụ Di lo cho cô Bin. Chứ bây giờ bác đưa nó về quê tội lắm bác ơi. Mẹ ơi đừng mà mẹ. Mẹ. Thank you.